Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cá Voi Gaming của mình. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cài đặt cũng như là setting cái thiết bị của các bạn để các bạn có một cái trải nghiệm mượt mà nhất. Và khi các bạn áp dụng cách của mình rồi thì máy của các bạn sẽ giảm tối đa cái tình trạng giật lag cho máy yếu và hạn chế cái tình trạng là nóng máy, cái máy quá nhiệt. Đây ha. Thì đầu tiên ở cái giao diện bên ngoài như thế này, các bạn bấm vào phần mục cài đặt. Chúng ta sẽ đi từng phần nha. Ở phần mục game á, thì cái chỗ đầu tiên là ngôn ngữ nè, rồi đến cái phần thứ hai nè, thì các bạn bấm thành cái chữ on cho mình. Đây là cái phần là tiết kiệm điện năng nha các bạn, power cell nè. Đây, còn nếu mà các bạn để cái chế độ là automatic thì nó sẽ tự động tiết kiệm nha. Còn các bạn bật thẳng luôn cho mình, đó, để tiết kiệm điện năng nha. Rồi, hai cái phục mục ở dưới nè, cái mục chat chứ cái mục là chatbot nè, thì các bạn để cho off hết cho mình. Rồi tiếp theo ở cái phần mục là dislike. Thì chỗ dislike thì có hai cái phần cuối, thì các bạn cũng để là off cho mình hết nha. Đây, rồi sang phần mục audio. Audio thì các bạn hãy tắt tất cả cái nhạc nền đi, thì để off cho mình. Nè, mình để off rồi nè. Đấy, còn cái âm lượng hiệu ứng nè, hiệu ứng trên khán đài nè, các bạn có thể là tắt hoặc là để cũng được. Nếu mà bạn nào máy yếu thì có thể tắt đi ha. Còn ở dưới là bình luận nè, đó, bình luận của bình luận viên á. Thì ở đây mấy các bạn để cũng được mà tắt cũng được, thì máy nào cực yếu thì cứ tắt hết cho mình. Rồi, tiếp theo là phần mục này. Thì ở cái phần mục này thì mình sẽ hướng dẫn sau. Phần mục này các bạn không cần động tới. Và tiếp theo đây, ở phần mục này chúng ta quan trọng cái mục này dữ lắm nè các bạn. Các bạn nhấp vào cái biểu tượng này nè, cài đặt nè, hình máy tính nè, ấn vô ha. Rồi ở đây các bạn chọn cho mình ha. Của mình nó để tự chọn cái chế độ là auto 60 FPS nè, thấy không? Thì do máy của mình á, là chơi được cái cấu hình là cao nhất ở cái tựa game này á. Còn máy của các bạn có hình yếu thì nó sẽ tự setting quầy cái FPS phù hợp với cái điện thoại của tất cả các bạn. Và các bạn cũng có thể tinh chỉnh nha. Tinh chỉnh như các bạn có thể tinh chỉnh về 30 FPS nè, để chơi cho nó mượt mà hơn. Đây, còn ở đây thì các bạn có thể để chế độ là thấp nhất cho mình. Nếu bạn nào mà nếu mà điện thoại của bạn nào á mà có cái cấu hình yếu thì các bạn để chế độ là low, thấp nhất. Còn ở đây là cái chế độ này là medium, là trung bình. Còn ở đây là cao, còn này là cực cao nha. Đây, bạn nào yếu thì để cái chế độ là thấp nhất cho mình nha các bạn. Đây, low nè. Rồi, còn ở chỗ này thì các bạn chọn là no cho mình. Đó, và sau đó các bạn nhấn ok nha. Khi các bạn nhấn xong rồi á thì các bạn nhấn chết nè. Đó, để nó khởi động lại nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ qua chúng ta kiểm tra lại nha. Đây, đây, thấy không? Ok rồi đấy các bạn, như vậy là được nha. Và bây giờ các bạn có thể vào để các bạn trải nghiệm thôi. Đây, rất là hay, cái đồ họa nó sẽ giảm xuống nha, và cái điện năng nó cũng sẽ giảm luôn. Đó, mình đang chơi cái nền đồ họa là thấp nhất nè. Đấy, các bạn chơi đồ họa thấp nhất thì nó sẽ giảm bớt những cái hiệu ứng ở trên khán đài. Đó, nó sẽ giảm cái độ sắc nét lại, đem đến cho các bạn một cái sự trải nghiệm rất là mượt mà. Rồi nha, mình sẽ thoát cái chặng này ra. Đấy, ở phần mục này nhá, phần mục cài đặt này các bạn nhấp vào đây và các bạn đọc thông tin nè. Đây, thông tin của nó là hoàn toàn là tiếng Anh hết trơn, đúng không? Đây, mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho các bạn hiểu đây. Thì ở đây người ta khuyên chúng ta nè, cái phần mục tùy chọn hình ảnh nè, là chọn cái tốc độ khung hình thấp hơn để tiết kiệm pin và giảm nhiệt thiết bị. Tốc độ khung hình cao giúp cho người chơi trên thiết bị mạnh mẽ hơn. Đấy, bạn nào thì có cái thiết bị khung hình mạnh thì nên chọn cái nền đồ họa cao. Đó, và chọn cài đặt chất lượng thấp để tiết kiệm pin, giảm nhiệt và chơi game mượt mà hơn. Đó, người ta đã khuyên như vậy rồi. Thì các bạn cứ